ơi, trời ơi, mới để 200 ngàn trong cái áo gối mà. Sao kỳ vậy? Này, thằng Tùng này chứ mày trời. Thằng Quý này, thằng mất dạy. Tao mà lúc ra mày biết tao nha. Đâu. Trời ơi, Tùng ơi là Tùng. Trời ơi là trời, cái thứ còn bất hiếu à. Ông trời ông rõ ông mạng nó giùm tôi cái đây. Mày đá gì biết là mày đá đi đá. Nè, giai điệu khác đường rồi. Mày đi, nó giả bộ được. Gà tôi biết cái bộ. Đá đi, đá đi. Ê, thôi, đá con chạy mày. Vậy đi, đá có chuyện gì nữa mà đá. Sắp trung độ tới nơi rồi. Mẹ nó, con gà lai con dữ lắm. Đá lừa được giống như con gà sắp trung đồi lỗng vậy đó. Bà mẹ nó, bà đâu biết hôm nay nó giở chứng gì đâu. Đâu biết gì đâu. Ê, ông chứng cái gì? Ông gà tôi thì có. Ê, đá thua ráng chịu. Không lăng nhăng như gà mái nha. Ê, nè, ông nói gà mái vậy. Cũng gì hả mày á? Ủa sao? Đồng ơn. Ừ. Cha, mày mày đi đâu rồi? Chú chút tiền đâu vậy? Đi đâu mất tiền rồi? Thằng Tùng đâu? Đánh nào coi. Thằng Tùng đâu? Tổ cha tụi làm gì đây? Đá gà hả? Giờ muốn đá không? Tao đá cho coi nè, mấy chậu thì có. Sao vô như vậy? Dịch lỗi còn. Ba ơi, uống thuốc nào má? Không. Thuốc cái gì mà uống hoài, có bệnh hoạn gì đâu mà uống thuốc hoài. Trời đất ơi, uống xong thì mới hết bệnh được chứ. Có bệnh mà, hồi nào đâu mà uống. Con quên, uống thuốc này để cho má đẹp hơn nha. Uống thuốc này là đẹp á. Dạ. Ra đây, con mẹ tôi còn đâu. Ra đây. Ra đây nói chuyện với tao. Hả? Trời ơi, đồ cái thứ. Làm bố là giá chiến giá không thắng. Để xúi điểu con gái mình. Đùa quýnh người ta. Đi đi đem tiền về nuôi gia đình mình phải không? Bác ba, bác nói cái gì vậy? Sao tự nhiên bác qua đây đứng trước cửa nhà con, bác chịu xối xả vậy? Vậy ta nói không đúng hả? Mày á, mày là cái thứ lợi dụng. Trời ơi, lợi dụng ai? Lợi dụng cái thằng nghèo rớt con tơi à. Thằng Tùng là cái thằng trinh trên dưới dẹp. Mà tại sao mày ruồng quýnh á? Nó có cái gì mà mày ruồng quýnh đó? Con có làm gì đâu mà bắt ba nó còn bồn hết tục. Mày quá hả? Mày biểu nó mày xúi nó dạy cắt tiền mà mày không có hả? Trời ơi, tao không có tiền mà. Má mày là cái thứ không biết điều, không biết dạy con cho đàng hoàng tử thế. Bác ba, nếu mà bác ba cứ xúc phạm đến con và má con như vậy là con không có nể tình bác ba là người lớn đâu đó nha. Mày không nể tình tao rồi mày làm gì tao hả? Mày ngồi một quán thôi đi. Bác ba về đi bác ba. Tao không về. Bây giờ trả tiền ra cho tao về. Còn không hả? Tao la nó cho mọi người biết. Mẹ con mày dụ dỗ là con tao để kiếm tiền. Kiếm chưa? Bác chửi nè. Bác chửi nè. Mày chửi nè. Chờ mày á. Chửi nè. Mày đứng lại cho tao. Tao đứng. Đứng lại. Bác hả? Mày mày lấy tiền tao mày cho gái rồi bây giờ mày bưng được má còn đứa nữa hả? Má mà không về á tôi về tôi đốt nhà đó nha. Mày mày đốt mày khỏi đốt tao về. Mày nghe, mày nhớ nghe, tao á mà tao thấy mày có léo hánh ra đây á mày đừng bao giờ về nhà ăn cơm. Mày mày cũng ngu gì vừa thôi trời. Ngu hà, lấy tiền cho gái ăn hà. Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa đâu. Trúc à, Trúc, em nghe anh nói nè. Anh đi về đi. Anh cùng đứa nó nữa tôi cắn lưỡi cho anh vừa lòng nha. Anh xin lỗi em mà.